Em chào tất cả các bác. Hôm nay thì nhà em có hai cái cây nó đang nở hoa. Thì một cây là cây 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 năm cái trắng củ chi và một cây là cây sơn nữ đài Bắc. Thì em quay cái video ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ một chút là những cái kinh nghiệm của em khi mà đợt này là lừa đảo rất là nhiều. Thì khi mà cây nó giá nó rẻ đi, khi mà cái cây lan đột biến giá nó rẻ thì có nghĩa là cái lúc mà hoặc nó đắt lên ấy, hoặc trong lúc nào cũng thế thôi. Thì nó sẽ có những cái mà những cái người mà người ta mua những cái cây, người ta bán những cây giả. Thì nó có một số cái trường hợp. Thì cũng nhiều bác làm video về cái này rồi. Thì em thì cũng có một chút kinh nghiệm nhỏ của em, thì em chia sẻ các bác, các bác có thể tham khảo thêm. Thì hiện tại thì nó là đang là mùa dịch. Ở Hà Nội thì đang ở Hà Nội hay cả nước thì đang dịch rất là nghiêm trọng. Và các mạnh thường quân thì cũng đấu giá hoa lan để ủng hộ Covid rất là nhiều. Nhưng mà cũng có một số những cái người mà người ta không có cây ấy, thì người ta cũng ủng hộ, cũng là làm sàn đấu giá ủng hộ. Thì cái việc ủng hộ thì nó cũng rất là tốt. Nhưng mà các bác ấy là ủng hộ theo kiểu đó chính là lấy cái cây của người khác ủng hộ, chứ thực ra là người ta không có cây. Thì hiện tại trên Facebook ấy, thì nó có rất nhiều sàn đấu giá. Từ cái lúc mà dịch Covid thì là rất nhiều sàn đấu giá, vừa đấu giá là bán cây và vừa đấu giá là ủng hộ. Thì nó có những cái sàn đấu giá thì rất uy tín, nhưng cũng có những cái sàn đấu giá là không uy tín. Như hôm nọ thì có một anh bạn là anh chia sẻ một cái rất là thẳng thắn. Đó chính là cái việc mà có một người, người ta lấy một cái hình ảnh, cái key mà anh ấy đăng cách đây một năm rồi. Cách đây cái kỳ bạch tuyết này anh đang cách đây một năm. Xong là cái đối tượng lừa đảo là người ta lấy tìm lại cái ảnh này ở trong cái album ảnh của Facebook ấy, cho đấu giá cái này. Và đấu giá là đấu giá thiện nguyện. Đấu giá thiện nguyện mà khởi điểm thì là 50 triệu thì cũng rất là cao. Thì khi mà đấu giá như cái này thì đấu giá làm từ thiện mà nhiều khi mọi người cũng sẽ ủng hộ nhiều hơn. Thì mọi người sẽ đấu giá mua. Thì những cái kỳ và những cái sàn như cái này nhiều khi là nó cây như cái sàn mà được anh ấy nêu lên ấy là cái người ta không cây, người ta đi mượn những hình ảnh cây của vườn khác và ghi là nguồn anh nọ anh kia. Thì cũng có thể là người ta đã mua của cái nguồn của anh A rất là chuẩn rồi, nhưng người ta mua của anh A chỉ có một cái key thôi, nhưng mà lại bán tận đấu giá tận mấy chục cái key. Thế là mọi người không thể biết được. Thì cái việc mà riêng mà cái việc mà mình check nguồn của cái anh A đấy, là anh A đấy là anh ấy đã báo là đúng cây anh người ta mua của anh A đấy. Nhưng mà người ta không biết được rằng là nhiều khi người ta chỉ mua một cái key của cái anh A, cái anh rất uy tín đó. Mua một cái key nhưng mà đấu giá tận là mấy chục cái, có thể là hàng trăm cái. Và nó cũng có cái trường hợp là đấu giá là không mua cái key nào, nhưng cũng cứ ghi là nguồn của anh nọ, nguồn của anh kia. Và cây thì người ta cũng chẳng có. Thì các bác cũng đợt này, đợt dịch, mùa dịch như này thì em nghĩ là cũng không nên, cũng nên cũng tham gia đấu giá cũng được. Đó là cái điều rất là tốt để ủng hộ cho những người đang gặp khó khăn. Nhưng mà cũng nên lựa chọn những cái nơi uy tín để mình có thể là đấu giá ủng hộ cái số tiền của mình nó được trao đúng người. Thì như trong cái lan đột biến ấy, thì em cũng có nói rất là nhiều video ấy, là các bác cứ chọn những cái anh nào gần nhà các bác mà uy tín ấy. Cứ gần nhà, còn xa thì ví dụ như là em bán trên mạng thì em cũng phải xây dựng từ rất lâu thì các bác mới mua của em. Thì các bác mua của em thì chủ yếu là mua những cây sưu tầm thôi. Còn như các bác mà đầu tư lan đột biến thì, hoặc là đấu giá ủng hộ lan đột biến, những cây mà nó nhiều tiền ấy, từ nhiều tiền thì các bác nên mua ở những cái người mà gần nhà mình. Bởi vì khi mà gần nhà các bác thì các bác mới biết được rằng là cái vườn đấy là mình biết là 1-2 năm nay người ta làm ăn như nào. Còn nếu như mà để theo dõi trên mạng thì ở xa thì nhiều khi anh em ở xa chơi với nhau cũng rất quý. Thì theo dõi trên mạng thì mình phải biết là người đấy ít nhất là tầm 1 năm thì các bác mới nên đấu giá, còn không thì các bác cũng không nên đấu giá. Bởi vì đấu giá bây giờ là nó là một cái rất là nguy hiểm. Thì các bác cũng nên cân nhắc. Và có một cái việc nữa, ngoài cái việc đấu giá các bác nên cân nhắc là cái việc mà mình mua key cái thời điểm này thì nó khá là nhạy cảm. Các bác mua key ở trên những cái trên thân mà nó có hoa thì ở một số những cái vườn mà người ta không uy tín ấy, thì người ta sẽ có những chiêu trò như là gắn hoa, gắn cái bông hoa vào cái, chẳng hạn như cái cây này gắn bông hoa
gắn bông hoa vào cái thân này để người ta quay video, người ta giữ lại tư liệu. Còn một số cái đấy là gắn bông hoa thì ngày xưa là bị phát hiện rất là nhiều rồi. Còn bây giờ thì là người ta ngoài cái gắn bông hoa ra, người ta còn gắn cái lưỡi không nữa. Gắn cái lưỡi hoặc gắn cái trụ nhụy, gắn cái lưỡi hoa hoặc gắn cái trụ phấn, cái trụ phấn vào nhau để nó thành một cây mũ trắng hoặc là một số những cây đắt tiền. Và người ta thường sẽ chọn gắn vào những cái cây mà kiểu dạng như cái cây bên này. Cây mà khi mà em kích ý, thì nó sẽ ra hoa, nó sẽ không được đẹp. Nó sẽ không giống như là những cái bông hoa bình thường, nó rất là vẹo vọ. Nhưng mà nếu như mà ví dụ như cây này là cây chuẩn thôi, thì là có được cây chuẩn hoa nó vẹo vọ. Thì khi mà cái đối tượng lừa đảo là người ta cũng gắn ở lên những cái cây nở hoa kích dạng như này để người ta bán. Thì khi mà nó nở kích thì thường nó sẽ không đúng bông. Thì các bác cũng nên cân nhắc. Tại vì cái việc mà mua ở trên hoa kích này, ở những vườn không uy tín ấy, thì người ta sẽ gắn bông, người ta gắn cuống hoa này, gắn lưỡi, có nghĩa là vặt cái lưỡi của cái bông đi, xong lắp cái lưỡi khác vào, bán cái cây này, xong lại lắp cái, xong lại dùng cái lưỡi này để lắp sang cây khác thì để quay lại video. Thì là nó có nhiều cây, có nghĩa là người ta chỉ có một, ví dụ người ta chỉ có một bông năm cái trắng bạch tuyết thôi, nhưng người ta lấy một cái lưỡi hoa của nó, người ta gắn vào cái cây này, xong người ta lại gắn vào cả cái cây này nữa, xong gắn cây nọ cái kia, gắn rất là nhiều cây, xong người ta quay lại video. Thì khi các bác mua thì người ta sẽ đưa cho cái video là hoa nở trên cây đây, nó như thế này, hoa nở trên cây như thế kia. Thì nó chỉ gắn cái lưỡi thôi thì nó sẽ đỡ hơn. Thì người ta chỉ cần mua mấy cây dạng như kiểu là 50 trắng phút thọ hay là mấy cây 50 trắng nó rẻ tiền. Rẻ tiền thì người ta sẽ gắn vào, người ta quay video lại. Thì cái đấy là cái mà các bác nên cân nhắc. Thì mình nên chọn những cái vườn mà ít nhất là mình phải biết người ta là tầm 1 năm trở lên. Và nhà người ta có những cái cây nào nó nở hoa rồi thì các bác có đến mua, hoặc là các bác mua ở trên mạng thì các bác biết là cái người này như thế nào. Bởi vì ở trên mạng bây giờ là trên Facebook á, là chủ yếu. Thì trên Facebook á, hoặc là trên YouTube cũng như vậy thôi. Trên YouTube hay trên Facebook thì nó là giống nhau. Nhưng mà khi mà các bác mua ở trên YouTube nó cũng có lừa đảo nhiều, mua trên Facebook nó cũng có lừa đảo nhiều. Ở trên Facebook thì người ta có thể mua được cái lượng like, lượng like, lượng comment hoặc lượt share. Và người ta sẽ làm rất là nhiều cái hình ảnh đẹp để người ta có thể bán được cây. Cũng như kiểu là đợt vừa rồi trên mạng cũng rất nhiều vụ là lừa đảo, gọi là tiền đồng tiền số ấy. Thì người ta kết vào được cái kiểu gọi là đa cấp. Thì những cái đó thì người ta thường sẽ làm hình ảnh rất là đẹp, người ta sẽ luôn khoe tiền rồi thì khoe cái nọ khoe cái kia, nhưng thực ra thì chưa chắc đã có. Đấy, thì là những cái người mà người ta không có những cây thật ấy, thì người ta sẽ thường người ta làm như thế và người ta nghĩ cách để người ta chiếm đoạt. Bởi vì khi mà các bác mua một cái cây của người ta có video quay trên thân và cắt cái thân xuống như thế nào, trồng ở đâu, thì người ta gửi đầy đủ cho các bác. Nhưng mà các bác có nuôi thì cũng phải ít nhất phải sau 1 năm thì mới ra hoa được. Mà sau 1 năm thì người ta có khi cao chạy xa bay rồi thì các bác không thể tìm được. Thì cái đấy là các bác nên cân nhắc. Nên nếu mà mình mua trên mạng nên tìm hiểu thật kỹ về người ta, hỏi xem mà có biết về cái người này người kia không. Còn nếu như người ta không biết thì mình cũng nên cân nhắc, kể cả việc đấu giá thiện nguyện, đấu giá làm từ thiện thì cũng nên cân nhắc. Tại vì đấu giá làm từ thiện nó cũng là một cái rất là tốt. Nhưng mà đấu giá, mình đấu giá vào những cái sàn mà người ta không uy tín ý, thì tiền mất là mua cái bực tức của người. Thế nên là hạn chế, mình nên cân nhắc trước khi mà mình đấu giá những cái trường hợp để mình mua cây, hoặc là mình đấu giá để người vừa bán cây và cái chủ sàn người ta vừa đấu giá, người ta vừa làm từ thiện và người ta vừa bán cây, thì mình nên chọn những cái sàn uy tín để mà mình đấu giá, mình trả giá, chứ không phải là cứ rẻ là mình mua. Bởi vì qua nhiều năm rồi thì rẻ vẫn luôn là tâm lý để mà mua cây. Thì các bác cũng nên cân nhắc, kể cả mua trên YouTube cũng thế thôi, rẻ cũng nên cân nhắc. Tại vì nó rẻ quá thì nó chưa chắc nó đã là cây đúng, mặc dù là nó cũng có cả những cái video về cắt bông hoa và các thứ. Nhưng mà các bác nên cân nhắc những việc đó thì các bác cứ tham khảo thêm. Trong cái video này thì em chỉ muốn nói là rút ngắn gọn lại, đó chính là các bác nên thật cẩn thận trước khi mình mua và chuyển tiền cho một ai đó. Kể cả là mình mua qua đấu giá làm từ thiện, hay đấu giá để mình mua kỳ, hay là mình mua một cái cây lan nào đó, cũng nên tìm hiểu thật kỹ, thật là sâu để mình biết được người ta. Và cách tốt nhất thì nên mua cái cây lan đột biến đắt tiền ấy, thì mình nên mua của những cái người mà gần nhà mình, thì mình biết người ta là quê ở đây, là ở với làng nhà mình hoặc ở xã nhà mình, ở phường nhà mình, thì
thì mình biết là người ta là người như nào, thì là mình mua thì nó rất là an toàn. Và mình nếu như mà không, có nghĩa là ở gần mình không có, thì các bác nên chọn những cái nơi mà thực sự là tin tưởng, và ít nhất là nên theo dõi người ta khoảng 1 năm, sau đó thì mình mới mua, hoặc là mình đấu giá, hoặc là mình đấu giá thiện nguyện. Đấu giá thiện nguyện là một cái rất là tốt các bác. Thì các bác tham khảo thêm và cẩn thận, bởi vì mùa dịch này thì tiền thì nó rất là khó khăn, làm kinh doanh hay các thứ thì nó cũng sẽ chậm hơn. Thì các bác nên cẩn thận trước khi mà mình mua đấu giá hay là mua qua internet các bác nhé. Em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Em chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác ở video lần sau. Cảm ơn các bác. À, các bác ngắm hoa đã xong rồi, em chào các bác. Bông này nở, cánh bay cũng khá đẹp các bác. Còn bông này là cây tuyết chim mờ nở bị tật, nó dài nhiều hoa quá, cây đấy nó xiên hoa nên là nó xiên hoa quá các bác, nên là nó nở nó gần như hoa hết luôn, nó dài được có đúng một cái kỳ, còn đâu nó hoa hết mà hoa nó bị tật các bác. Đây cây năm trắng củ chi, cây này là cây sơn nữ Đà Bắc, hoa rất đẹp, mắt hồng các bạn. Em cảm ơn tất cả các bác nhé, em chào các bác.